Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ các dự án Vinhomes Grand Park quận 9. Thì đây là quang cảnh khu The Rainbow, căn hộ cao tầng vào tháng 7. Video được quay clip vào buổi chiều tà. Đây là những cái dãy phân khu S1. S101, 02, 03, 05 và 06. Qua cái đoạn đường tiếp theo là chúng ta tới phân khu S2. Tất cả 17 tòa cao ốc đều đã được hoàn thiện và đang chuẩn bị bàn giao những căn hộ đầu tiên cho khách hàng. Đây là khu công viên của phân khu S3. Phân cách giữa S2 và S3. Phía xa xa đó là phân khu S5, là phân khu giá mắc nhất trong The Rainbow. Trước mặt của chúng ta đó là tòa S501, là tòa duy nhất có hình chữ U trong 17 tòa chung cư của phân khu The Rainbow. Phía bên tay phải đó là đường vành đai 3. Và sau lưng cái phân khu S5 đó chính là phân khu The Origami, chuẩn bị mở bán vào tháng 7 này. Thì phân khu The Origami có 21 tòa chung cư từ 21 cho tới 30 tầng, mật độ sẽ thấp hơn so với phân khu The Rainbow. Nhà The Origami là theo phong cách của Nhật Bản và có thay đổi một số kết cấu trong của căn hộ và chất lượng bàn giao so với phân khu The Rainbow. Hôm vừa qua có khá nhiều anh chị và có gọi điện thoại lại cho Khoa hỏi về lịch nhận nhà. Các anh chị mà đã có lịch nhận nhà 20 tháng 6 tại sao lại vẫn chưa được nhận nhà? Thì Khoa cũng xin giải thích thêm là những anh chị nào có lịch nhận nhà 20 tháng 6 đã được dời qua giữa tháng 7 này sẽ nhận. Nhưng các anh chị nào mà muốn nhu cầu nhận nhà sớm thì có thể viết đơn đề nghị với chủ đầu tư là tôi ở căn hộ này và tôi mong muốn được nhận nhà sớm để làm hoàn thiện nội thất và về ở sớm. Thì đó là dành cho những anh chị mà có lịch nhận nhà 20 tháng 6. Còn những anh chị có lịch nhận nhà vào tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì vẫn là bình thường. Phía trước đó là công viên Cầu Vồng. Công viên Cầu Vồng là sự kết nối giữa phân khu The Rainbow và phân khu The Origami, nằm giữa ở hai phân khu. Các anh chị nào chuẩn bị nhận nhà và có nhu cầu cho thuê, ký gửi, cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Khoa có sử dụng cho Viber, Zalo, Telegram và WhatsApp, nhưng Khoa thường ưu tiên cho Zalo hơn. Các anh chị có thể gửi mã căn và giá cho thuê mà mình mong muốn. Đa Khoa sẽ tập hợp lại các danh sách trong một cái file để gửi cho khách hàng mà có nhu cầu thuê hay là mua. Và cái thông tin thêm cho các anh chị, thông tin mới nhất về Vinhomes Grand Park quận 9 của chúng ta, đó là gia hạn chốt booking cho phân khu The Origami là sẽ kéo đến hết ngày 12 tháng 7, là chúng ta sẽ chốt booking để chuẩn bị cho những cái ngày mở bán sắp tới.
Và vào ngày 18 tháng 7 là sẽ diễn ra lễ ký kết đại lý phân phối F1 với Vin cho phân khu The Origami. Và ngày 25 tháng 7 là lễ tổng ra quân phân khu The Origami. Thì dự kiến sẽ được tổ chức bên trong công viên 36 hectare của chúng ta. Ngoài ra, phân khu thấp tầng The Manhattan, kề cận công viên 36 hectare vẫn còn những cái căn. Các anh chị nào có nhu cầu về nhà phố ở khu này có thể liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên màn hình. Ngoài ra, hiện bây giờ chúng ta đang tập trung phân phối phân khu thấp tầng thứ hai là Dior, thấp tầng thứ hai mở rộng của Manhattan với tên gọi là Manhattan Glory. Thì phân khu này có giá thấp hơn khá là nhiều so với phân khu Manhattan. Và phân khu này có giá từ khoảng 100 triệu cho tới 120 triệu trên mỗi mét vuông đất. So với phân khu The Manhattan là giá đã là 160 cho tới 200 triệu cho tới thời điểm này. Thì phân khu Manhattan Glory có giá chỉ từ 100 cho tới 120 triệu mỗi mét vuông thôi các anh chị. Các anh chị nào đang quan tâm về nhà phố của phân khu 2 Glory, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên, vì Khoa công ty đang có những cái căn mà đầu hồi, căn gốc biệt thự đơn lập khá là tốt, 225m² và 257m², có giá từ 225m² thì giá khoảng là 20,6 tỷ, căn 257m² giá tầm khoảng là 26,5 tỷ. Đó là giá tham chiếu mà các anh chị có thể tham khảo thêm. Thì vào ngày thứ bảy sắp tới này, vào ngày buổi chiều từ 15 giờ cho tới 17, từ 15 giờ cho tới 19 giờ sẽ diễn ra mini event để mở bán những cái căn phân khu thấp tầng Manhattan Glory. Các anh chị nào muốn vào tham quan để mua cái căn nhà phố này thì hãy có thể gọi điện thoại liên hệ với Khoa trước để đăng ký khách. Và mini event ngày thứ bảy này vào ngày 11 tháng 7 và tiếp đến thứ bảy tuần sau là 18 tháng 7 cũng diễn ra một lễ mini event và sẽ nhưng kéo dài từ 5 giờ chiều cho tới 9 giờ chiều, 9 giờ tối. Đó là những thông tin về Vinhomes Grand Park cập nhật mới nhất cho tới đầu tháng 7 này. Thì sẽ những có thông tin gì thì Khoa sẽ cập nhật tiếp theo cho các anh chị. Các anh chị nào thấy video clip của Khoa hữu ích cho mình thì vui lòng đăng ký subscribe bên dưới và bấm nhấn vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất mà Khoa sẽ cập nhật về tin tức các dự án bất động sản cũng như tin tức của Vinhomes Grand Park và cập nhật tiến độ phân khu cao tầng và thấp tầng The Manhattan và Manhattan Glory. Thì Khoa đã làm video clip về Manhattan và Manhattan Glory cách đây 1-2 ngày rồi, anh chị có thể tìm xe lại xem. Phân khu Manhattan thì đang xây xong tầng trệt và đang lên tầng 1, và phân khu Manhattan Glory thì đang tập kết những trang thiết bị để thi công trong vòng vài ngày tới. Tất cả đều được hỗ trợ bởi ngân hàng Techcombank, miễn lãi suất và ân hạn nợ gốc cho tới 18 tháng.
có nghĩa là khi mà các anh chị đóng 30% thì cho tới lúc nhận nhà 18 tháng, trong vòng 18 tháng thì vẫn không đóng tiền. Thì công viên 36 hectare, công viên ánh sáng hiện đã rất là đẹp và lung linh vào buổi tối. Bây giờ thì Khoa xin mời các anh chị tiếp tục theo dõi video clip về ban đêm. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.